chào mọi người nhé hôm nay sáng thứ bảy mình vừa đi lòng vòng gara sale đó thì mình mua được cái motor bơm này ha motor bơm nước nè đó thì nó có một cái thú vị là mình đem về rồi mình tháo ra vọc chơi coi thứ coi nó có hoạt động hay không khi mà mình thấy đó thì mình mua về để mình làm mình để xe cô để mình bơm cái nước ở trong cái hồ cá đó đó thì mình thấy cái motor này cũng uh, nhìn cũng còn mới nhìn cũng còn đẹp đó, mà có một cái là cắm mình hỏi cái người mà bán đó thì cái này có quốc hay không họ nói họ không biết à, có hoạt động hay không họ nói họ không không biết ha chính người chủ họ cũng không biết hay là họ biết mà họ không nói thì sẵn cái đề tài này cũng rất là thú vị thì uh, họ để cái giá bán là 35 đô cho cái motor bơm này đó, thì uh, mình nhìn tới nhìn lui thì không thấy cái cung tắc cũng không thấy cái gì hết Không thấy cái cung tắc chỉ thấy cái đầu dây cắm điện này thôi Thì mình kêu cái người đó lấy cái ổ điện chỗ nào chỉ cho mình để mình cắm Thì họ kéo cái dây điện ra trong gara ra đó, đó Cho mình cắm vô thì cắm vô nó không có hoạt động Cắm vô nó im ru luôn ha Và cái người chủ nhà họ cũng nhìn thấy như vậy luôn Cho nên là à, cuối cùng rồi thì mình trả giá 5 đô la họ bán luôn Năm đô thì mình nói nếu mà mình về mình thử mà không có hoạt động thì mình cũng quăng thùng rác thôi. Cho nên là năm đô cũng là công bằng ha. Cho họ bán là cái giá 35 đô. Lúc mà mình vừa hỏi đó thì họ nói 35 đô có dán cái mặt cái giấy trên này luôn. Đó, tự nhiên là không có cắm điện vô để kiểm tra cho mình nhìn thấy nó hoạt động được. Thì uh, coi như là nó mất giá. Thì cuối cùng thì mình trả 5 đô la mua đại về chơi thôi. Vọc được thì được, được thì quăng. Đó, thì uh, mình còn biết được một cái điều là chỗ cái loại cái dòng motor này nó có một cái điều bí mật là nó nằm ngay chỗ này nè nó nó nằm bí mật ngay đó ha đó, thì uh, mình sẽ thử cho anh chị em xem coi coi nó có hoạt động hay không nếu mà nó không hoạt động nó thì uh, mình sẽ uh, tìm cái giải pháp khác mình uh, cho nó chạy ha cho nó hoạt động thì uh, cuối tuần rồi ha uh, thì uh, trước khi uh, làm này thì mời anh chị em uh, vuông long ha vuông long nước thánh uh, Lây rai cuối tuần chơi Đó, Mình vừa lây rai vừa vọc ha Vô Nước thánh 5 chấm Rồi thì uh, Để mình cắm điện cho anh chị em coi Bây giờ mình uh, cắm điện vô cho anh chị em coi Thử coi nó có hoạt động không ha Trước khi mình uh, độ chế được coi thế nó làm sao vậy của nó nè đây thì dây điện ha, dây điện. Đây cái đèn ngủ cho 10 V cho 10 V. Sáng ha. Đó, cái này nó xài bằng cái sensor ở đây. một đêm nó thấy thì nó mới sáng ha, còn một ngày thì không sáng. Nên mình bịt lại nó sáng nè Ok. Rồi cắm điện vô nha. Okay. cắm điện vô nó im ru ha im ru và ru đó. thì ở trong này nó có hai cái trường hợp một là trường hợp là motor bị cháy ha hai là ở trong cái motor này nó có một cái cầu chì nó cháy ba là cái um, à, cái công tắc ha nó có vấn đề ở chỗ này này là cái công tắc nha à, thường thì uh, những cái motor bơm đó thì uh, nó làm có cái cung tắc trực tiếp nằm ở trên cái thân máy luôn. Motor thì ở Mỹ nó cũng có rất là nhiều loại nhiều dạng ha. Tuy nhiên cái dòng mà motor bơm nước này á thì nếu mà mình có xài qua rồi đó thì mới biết. Còn những anh chị em nào không chưa xài qua bao giờ đó hoặc là chưa vọt qua bao giờ đó thì rất là không có hiểu được cái cái sự hoạt động của nó như thế nào. Thường thì mình chỉ nghĩ là motor là cắm vô một cái thôi là nó bơm ha là nó chạy tuy nhiên nó có ba cái vấn đề nằm ở trong những cái dòng motor ha lưu ý nhất là cái dòng motor mà để bơm nước đó, đó thì nó hay xài cái tình trạng này nè đó, cái công tắc bằng hơi ha công tắc bằng hơi thì nó có ba dạng một dạng đó là mình cắm vô thì nó chạy luôn nó bơm luôn à, cái dạng thứ hai nữa là nó có một cái loại công tắc nó cũng làm nằm ở trên cái thân của cái máy bơm mà nó có cái uh nó có cái lớp ở bên ngoài đó lớp cao su hoặc là cái lớp uh, nhựa trắng ở bên ngoài đó để cho mình nhìn mình thấy nó cái công tắc nó giống như vậy nè. Đó, công tắc nó như vậy ha, nhưng mà nó có bọc chữa Nó bọc quá để cho chống giật thứ nhất là chống giật, thứ hai là chống cho nước nó vô. Tại thường thường mấy cái motor mà để bơm nước thì nó dễ tiếp xúc với lại nước đó. Cho nên nó dễ làm cho người ta bị giật chết. Đó, cho nên là nó làm uh, À, có cái uh, miếng cao su ở trên để bảo vệ ha, cao su chụp lên, chụp ôm lại hết cái bọc lại hết cái công tắc này nè, nó gắn ở trên cái thân máy. Một loại cắm vào bơm luôn, Một loại thì uh, xài qua cái công tắc và cái loại thứ ba là nó dùng bằng cái công tắc bằng hơi. ha, thì mình nhìn thấy cái ống này là mình nghi ngờ nó là bằng hơi rồi. À, tại vì uh, trước đây mình có đi ráp mấy cái motor bơm ở trong mấy cái tiệm neo đó. Đó, thì mình biết là cái cái dòng bơm loại bự, loại nhỏ nó hay làm ở trong cái hệ thống đó Tức là nó dùng một cái ống hơi để mà nó thổi vô Thay vì cái công tắc như gì á, thì cái tay người mình phải chạm vô nè ha Đó, đè xuống để mở lên nè, và đè xuống để ốp nè Nhưng mà trường hợp nước mà nó ướt hết như đây thì mình thò tay vô mình bấm lên nó giật ha đó, Nó giật cho nên lý do vậy mà người ta chế cái hệ thống này Thì nó bảo đảm hơn, an toàn hơn Nhất là những cái dòng motor mà để bơm nước đó, bơm nước ra hoặc là bơm nước vô thì nó nằm ở trong cái khu vực à, à, giống như mấy cái à, mấy cái hồ mà tắm ở trong nhà hoặc là ở ngoài sân ở mỹ thì người ta hầu như là có những cái hồ tắm mà di động đó à, hồ tắm di động thì người ta mua ở tiệm về người ta xếp lại ha nó giống như là một cái tấm bạc gì đó bằng nhựa đó rồi cái người ta có những cái sườn của nó cái khung sườn của nó chống à, lên ráp từng khúc một khúc vô rồi bơm nước vô trong đó ha đó, bơm nước ở nhà đó xả nước vô trong đó cho nó đầy cái chỗ đó rồi cho mấy đứa nhỏ nó tắm người lớn cũng tắm luôn thì thường thì ở mỹ nó hay làm cái dòng bơm này để cho những cái cái loại đó nó gọi là spa pump đó, ha, hay là mấy cái uh, spool, ha. đó, tức là mấy cái hồ hồ di động đó để tắm như gì để cho nó tránh cái trường hợp giật. đó thì người ta làm một cái hệ thống ví dụ cái motor này nó sẽ nằm ở một cái góc nào đó và họ câu cái dây ra câu cái dây cái ống hơi đi ra cho tới ngay chỗ cái hồ cái chỗ mà gần ngay cái hồ tắm đó thì người ta chỉ cần bấm cái nút đó nút đó thì cái hơi đó nó đẩy vô ha đẩy vô nó mở lên nó mở cái công tắc này cho nó thông điện qua thì motor nó hoạt động đó. làm an toàn là như vậy đó thì giờ, bây giờ mình đã cắm điện vô rồi mà hiện tại nó không quay nè thì mình sẽ dùng một cái này dùng một cái ống bơm hơi nè ha đó, bơm hơi này bơm nó uh, không biết là cái hơi nó mạnh có đủ hay không thì mình sẽ để vô mình thử. Ồ, oh. oh, đó, thấy chưa? Good. Đó thì anh chị em thấy nó tắt ha. Đó bây giờ mình cắm vô lại. Oh. Vậy thì cái này mình phải còn bấm tắt và bấm mở ha. Đó, hơi của nó nhưng mà còn phải có bấm tắt và bấm mở bây giờ mình sẽ tắt nè cắm bây giờ nó đang đóng nó đang mở rồi thì motor nó quay ha bây giờ đóng lại cho nó quay rồi mình bấm tắt ok đó anh chị em thấy thú vị không rồi như vậy là tính coi ra là cái bơm này đó thì à, nó hoạt động ha nghĩa là mình mua 5 đồng thì cũng đáng giá đồng tiền nó không có bị cháy cùng dây đồng hay là không bị mòn than cháy than đồ này kia À, nó vẫn hoạt động trong trường hợp hoạt động rất là tốt ha chỉ cần cái tác động của cái hơi thôi ha hơi xịt vô đó, xịt vô trong thôi đó. thì uh, nhiều cái uh, cái spa hoặc là cái ghế neo đó cái ghế mà để cho người ta ngồi người ta làm móng chân đó thì thường thường nó có cái bồn nước thì uh, nước khi mà người ta bơm muốn bơm nước vào trong bồn hoặc là bơm nước để xả ra đó thì nó đều dùng những cái cái bơm giống kiểu như vậy đó. tự nhiên nó nhỏ hơn ha nó nhỏ cỡ như gì thôi nó à, nhỏ thôi con này quá to ha này để bơm những cái hồ những cái hồ di động hoặc là những cái hồ tắm đồ này kia đó bơm cho nó mạnh đó hoặc là bơm cho cái hệ thống nước nó trong nhà nó mạnh hoặc là người ta dùng những cái bơm mạnh như gì người ta đi những cái xe mà để mà bán di động đó bán thức ăn di động đó thì nó bơm à, cho cái lực nước để mà mở cái bồn à, cái bồn xả nước ra rửa thịt rửa cá rửa đồ gì đó ha à, nấu rồi đó chiên xào nấu nướng ở trên xe đó, đó thì họ hay dùng những cái bơm lớn như vậy để nó thứ nhất là ở trên xe đó đều có cái cái nhà vệ sinh nè rồi trên xe đó nó có cái hệ thống rửa tay rửa chân rất là mạnh ha cho nên là nước họ dùng cái máy bơm này để họ bơm đó thì đều dùng cái hệ thống bơm như vậy hết thì đó thì thử lại một cái nữa ha cho anh chị em coi nè đó bơm nè đó ha chạy ha bây giờ mình tắt nó nè đó ok đó thì nó là gì thì bây giờ đó mình muốn mà xài mình không có cái bơm đó ví dụ như mình không có cái bơm như này Không dây khác mà mình muốn để cho cái máy này nó motor này nó hoạt động tốt đó thì mình tháo cái chỗ này ra ha tháo ra và mình chế câu trực tiếp luôn thì nó nối qua cái công tắc ha đó, một dây thì nó đi thông qua luôn còn cái dây cộng ví dụ vô cái công tắc rồi dây này ra thì nó nối thông qua ha thông hai cái chân này lại với nhau nè đó thì nối thông qua thì mình tháo cái này ra mình chỉ cần nối hai cái dây đó chung lại với nhau thôi thì chỉ cần mình cắm điện vô chỗ này đó, cấp nguồn vô cho nó là nó hoạt động ngay lập tức hoặc là mình muốn lấy cái chỗ này ra hai cái hai cái dây mà để nó câu vô đây nè công tắc hơi này nè thì mình câu vô một cái loại công tắc thường như vậy cũng được rồi mình làm cái bát gì đó mình gắn ở chỗ nào đó cũng được ha hoặc là câu dây nối dài ra để mình xài tự nhiên cái này thì không có an toàn lắm ha mà nếu mà mình dùng bơm cái gì đó ở trên khô dù mình làm cái ống xuống mình bơm mấy cái hồ cá đó hồ cá để nhỏ nhỏ nuôi trước nhà sau nhà rồi đó thì uh, cái bơm nằm ở trên khô an toàn thì mình có thể dùng cái công tắc được như vậy ha chế cái bát đâu chỗ này cái là mình gắn lên mình tắt tắt mở tự nhiên thì uh, mùa đông tuyết hay là hay là mùa mưa rồi này kia cũng nguy hiểm ha À, thì anh chị em lưu ý cái đó Thì à, mình muốn chế sao sẽ chế, chế miễn là an toàn là được Mình à, rút điện ra An toàn là. An toàn trên hết ha Rút điện ra Ngày xưa mình à, cũng bán mấy cái dòng motor nhỏ 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 mà cũng à, cái loại xài hơi Công tắc hơi như gì á Nhiều à, Cũng bán cho mấy người Mà cũng à, cái người mà biết chút ít về điện á Thì mình nói cái người ta hiểu liền Chỉ cho người ta cách độ chế đó còn có nhiều người không hiểu họ mua xong họ đem tới họ trả lại đó, họ trả lại họ không hiểu luôn mình phải tháo ra mình chỉ cho họ câu vô như vậy luôn họ mới đồng ý có nhiều người như vậy đó rồi bây giờ mình uh, sẽ tháo cái này ra cho anh chị em coi ha tháo cái mặt sau này ra đó. cẩn thận tháo ra coi chừng gắn vô không được nha <laughs> anh chị em nào yếu sinh lý thì đừng tháo nha <laughs> tháo dây điện ra mình đâu sợ đó cũng tắt nè nhìn vô thấy liền ha nằm ở trong này rất là nhỏ cho nên mình thò tay vô nó hơi bị khó một chút ha nó cắn ok oh very easy rồi đó anh chị em thấy không có nghĩa là hai cái dây điện này nè khi mà nó kết nối lại với nhau đó, ha. đó kết nối lại với nhau thì giống như công tắc đã nối sẵn qua rồi ha đó, thì nó xài cái này cũng rất là hay tức là dùng một cái lực hơi tác động nhẹ lên trên cái công tắc này để cho nó đóng lại ha hai cái này thì bây giờ nếu mà mình muốn cho nó cắm điện vô nó xoay liền đó hoặc là muốn xài qua một cái công tắc on off như vậy ha thì mình xài bây giờ mình thử luôn nha Thay vì cung tắc ống hơi thì chị em tháo ra, mình lại kìa kèm, chỉ có nhiêu đây thôi đó, mà ngày xưa mình có bán một cái máy cho một cái người, một cái người Mexico, ông đó cũng lớn tuổi rồi, ông không có biết về điện đó, cho nên ông không hiểu, mà mình dễ thích mình nói miệng ở bên ngoài thôi chứ không có làm công tắc đồ như vậy cho nên là ổng không có hiểu á ông đem về nhà không biết sao ông đem trả lại ông ông đem tới ông trả lại rồi mình phải giải thích thêm lần nữa mình lấy ra mình câu như vậy luôn rồi ông xin luôn cái công tắc luôn <laughs> ông xin công tắc luôn đó thì bây giờ hiện tại đang off nè ha off nè bây giờ mình cắm điện vô nè anh chị em nghe tiếng nó kêu là biết rồi ha đó đừng có đụng vô hai cái này nó giật chết nha rồi mở on lên nè đó tắt nè ok rất là đơn giản ha còn mà mình nếu mà mình muốn đó muốn câu nó trực tiếp không cần qua công tắc này luôn đó thì tháo này ra rút dây điện ra trước nha mình nối hai cái đầu này lại đó. giống như nó nhờ qua cái cầu thôi đó mình nối hai đầu này lại nè bấm hai chỗ lại ha đó rồi giờ cắm điện vô nè như nhau thôi ok đó đơn giản ha rồi thì uh, uh, cái đồ cung tắc bằng hơi này uh, thì mình uh, uh, không biết cái này mình chế như thế nào tại vì uh, mình cũng có thể gắn cái uh, cái đồ bơm hơi của một cái rúng của một cái loại bơm hơi khác cũng được hoặc là cái này bất tiện thấy hơi bất tiện một tí xíu thì có thể là mình chế một cái bát đâu chỗ này lên ha nó lên rồi mình gắn cái công tắc như vậy nó ok thì chỉ có như vậy thôi chứ đâu có gì nữa đâu rất là đơn giản ha coi như là 5 đô thì cũng đáng giá đồng tiền bắt gạo rồi ha cũng lời được thùng bia rồi. <laughs> rồi để mình quay trực tiếp uh, quay uh, rõ ràng cho anh chị em coi ha. Model rồi Hostrawer này nó cũng mờ rồi không thấy không biết bao nhiêu. Ồ cái này uh, nó ba phần tư ba hoặc là bốn mã lực ha, để ba hoặc là bốn, ba gạch cái 4 là ba hoặc là bốn ha. Đó, ở đây nó đề nè, thấy không? Swim and pool nè. Swim and pool tức là những cái hồ bơi. Đó, những cái hồ bơi, hồ tắm đó. Dạng cái hồ di động thì họ làm cái này nhiều lắm. Họ là cho spa pump nè ha. Đó, nó đề nè. Swim and pool pump hoặc là spa pump ha. Ok. Đó. Đơn giản ha. Rồi đây... Uh, thông tin mấy này này không thành vấn đề gì hết này chỗ này câu mát nha câu mát nhiều khi có giật cái gì đó thì truyền uh, xuống mát thì mình đỡ chết <laughs> đỡ đai xuân ha đó, cái bơm nè bên trong nhìn vẫn còn đẹp trai ha quá đẹp trai luôn đó. vậy là coi như là cái bơm này uh, uh, hoạt động rất là tốt luôn không có vấn đề gì hết chỉ có vấn đề là là không có cái cái nút bấm hơi thôi ha ok rồi Làm một một hơi nữa nha mời anh chị em vô nha hai ba vô rồi video tới đây là hết nha hẹn gặp anh chị em những video sau nha bye bye chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ha